Xin chào các bạn đến với kênh Netmedia CCTV, chuyên mục kiến thức máy tính. Trong video clip này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một cái lead-in hỗ trợ cho website WordPress để tạo được những cái đề mục tự động trong bài viết của chúng ta. Thì sau đây mời các bạn xem một cái ví dụ cụ thể. Các bạn nhìn vào màn hình. Đối với một cái bài viết như thế này đó, thì cái độ dài của bài viết nó sẽ dài. Ở trong bài viết này nó cũng khá ngắn thôi, nhưng mà mình ví dụ có những cái bài mà nó dài hơn nữa, thì việc tạo những cái đề mục ở đầu bài viết như thế này nè, khi mà bạn click xuống đề thứ ba, đề mục thứ ba, thì nó sẽ tự động nhảy xuống đề mục thứ ba. Rất là hữu ích để giúp cho chúng ta tìm nhanh được những cái thông tin trong bài viết, làm tăng tính tương tác trong cái website của chúng ta. Và nó sẽ xuất hiện một cái button nhỏ nhỏ mé bên tay trái, ví dụ như trên website của mình đây. Thì bạn click vào thì nó sẽ hiển thị ra được những cái đề mục nhỏ. Thì mình click ở đây nó cũng sẽ nhảy ngay đến cái đề mục nhỏ đây để mình tìm thông tin rất là dễ dàng. Đây, về số 1. Thì ở trên đầu bài viết cũng có, và khi chúng ta kéo xuống một tí thì nó lại xuất hiện bằng một cái button nhỏ. Khi ta click vào thì nó sẽ xuất hiện một cái menu thể hiện rõ rất là dễ dàng. Chúng ta có một mục, hai mục, ba cái đề mục lớn đây, thì nó sẽ thể hiện được ở trong đây là ba cái đề mục lớn, và mình click vào nó sẽ tự động nó nhảy đến những cái đề mục đó, rất là hữu ích. Trên đầu bài post này cũng có luôn đây đó. Thì để có được những cái đề mục tự động như thế này, hay còn gọi là những cái mục lục á, thì các bạn làm như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng một cái lead-in rất là nổi tiếng và rất là thịnh hành của WordPress, đó là lead-in Fixed TOC. Chúng ta vào cái lead-in, chúng ta xem thử. Đây các bạn, đây là cái lead-in mà mình sử dụng trên cái trang giáo án.link của mình nè. Nó có tên là Fixed TOC. Thì các bạn có thể cài mới, và các bạn tìm kiếm trong cái hộp tìm kiếm này xem nó có không nha. Fixed TOC. Ở trên này không thấy luôn nhỉ. Nếu không thấy mình sẽ tìm thử ở bên cái Google thử xem nha. Google. Mình tìm bằng cách plus in Fixed. TOC. WordPress. Này. Thì các bạn sẽ tìm ra một cái lead-in trên trang WordPress.org. Đây là cái trang chính thống của nó. Và nếu như các bạn tìm không thấy được cái plugin này ở trên một cái chỗ nào đó, đây các bạn download về, tải về, thì ở trong cái bài viết mình sẽ có một cái đường link để các bạn tải cái plugin này về, và các bạn cài đặt từ cái file ha. Thì cài đặt từ file thì cũng giống như là cài đặt trên cái tìm trên trực tiếp thôi, bạn vào cái mục tải file về
tải tải lút in lên, và bạn chọn cái tệp lút in của mình chứa đó, rồi khi bạn open lên thì bạn cài đặt xong đó thì nó sẽ có trong cái giao diện này. Rồi ok xong, quan trọng là ở cái chỗ mà chúng ta setting cái lút in này các bạn. Khi chúng ta cài xong thì chúng ta sẽ setting cái lút in này. Bạn nhấn vào một cái setting thì nó bật lên cái bảng này và các bạn đọc những cái nội dung trong này, hầu hầu như là rất là dễ đọc các bạn. Và có tiếng Việt nữa. Nhưng mà tiếng Anh cũng dễ đọc thôi. Cái này á enable fixed TOC có nghĩa là chúng ta bật cái lút in này lên cho chúng ta sử dụng. Đó, chúng ta sử dụng trong cái bài post của chúng ta thì chúng ta check vào cái bài post. Nếu bạn sử dụng trong trang trang là tạo trang đó thì vẫn đang check vào đây. Vân vân. Rồi cái này mới quan trọng là các bạn, cái chỗ hidden này nè. Vì sao? Các bạn nhìn đây. Tại sao là cái đề mục 1 2 nó lại xuất hiện ở ở trên này một cách tự động? Thì đó là chúng ta sẽ cấu hình ở đây, heading 3, heading 4, khi mà nó gặp hai cái heading này trong cái format của khi chúng ta viết bài á thì nó sẽ tự động nó thêm vào cái đề mục đó. Ở đây mình sẽ đặt là heading 3 đây. Này là heading 4 đây. À, mình sửa luôn cho các bạn dễ dễ dàng nhìn thấy nè. Nha, các bạn để ý nè, mục 1 mình chọn là heading 4 nè. Hai cũng heading 4 nha. Mục 3 cũng heading 4. Thì bốn cái heading này, cái heading 4 này nó sẽ tự động khi nó gặp trong cái bài post của chúng ta có cái chỗ nào mà có heading 4 hoặc heading 3 thì nó sẽ tự động nó thêm vào trong cái đề mục đầu đầu trang của chúng ta. Nếu cho các bạn chọn heading 1, heading 2, heading 5, heading 6 thì nó sẽ tự động, nếu mà nó gặp trong các cái heading này nó sẽ tự động nó thêm vào cái đề mục của chúng ta. Đó. Cái thứ hai nữa là display TLC when. Có nghĩa là số 1 này á khi nó gặp yêu cầu trong cái bài post bạn có một cái heading 3 hoặc là một heading 4 gì đó, chỉ một cái thì nó sẽ tự động nó bật cái đề mục của chúng ta lên. Đó. Đây, nó tự động nó bật bật cái đề mục của chúng ta lên như là cái màu xanh xanh này nè. Đây, nó tự động bật cái đề mục này lên. Còn đối với những cái bài không có heading nào thì nó sẽ không có heading 3 và heading 4 thì nó sẽ không có bật cái đề mục này lên nha các bạn. Ok, nếu mà các bạn điền vào số 2 thì khi các bạn có nhiều hơn hoặc bằng hai cái heading thì nó mới bật cái đề mục màu xanh này lên. Ok. Xong. Mấy cái này là mấy cái shortcut thôi. Nó có để cho các bạn tham khảo nội dung nè. Widmin là như thế nào? Có nghĩa là lít ở mọi nơi trên cái màn hình này thì nó sẽ là minimize lại cái TOC của chúng ta. Escape rồi enter gì đó. Scroll offset. Mấy cái này cũng không quan trọng lắm. Cái quan trọng nữa là bạn click vào cái mục này đây, click on the link to set the appear option nè. Đó, để bạn thiết đặt được nhiều hơn những cái option của nó. Ví dụ như bạn thiết đặt màu của cái nút này. Đó. Màu của cái nút nhấn này. Bạn thiết đặt được cái độ rộng của cái thái bò đề mục này. Đó, độ rộng của thái bò này và màu màu sắc của cái thái bò này luôn. Chúng ta vào đây. Đó, khi bạn click vào cái link đó nó sẽ hiển thị vào đây. PixicToC Lutein nè, đây là của nó. Thì ở trong này nó có rất là nhiều cái để chúng ta lựa chọn.
đó, location, đó có nghĩa là bạn chọn cái nút đó ở ở giữa ở bên trái đây, cái nút này ở giữa nè, xuất hiện ở giữa bên trái nè. Ngoài ra bạn có thể là chọn ở giữa bên phải rồi ở trên dưới gì đó rất là nhiều ha. Đó. Thứ hai là cái nút của chúng ta đó, cái nút màu vàng vàng này đây, thì chúng ta ở đây chúng ta cũng có tùy chọn được luôn là list number hoặc là menu hoặc là bullet đó. Nếu mà bạn chọn list number thì nó sẽ 1, 2, 3, còn bullet là nó có dấu tròn 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 ha, chấm chấm gì đó. Ok. Rồi đây cái hình nè, cái hình có bo tròn góc hoặc là hình vuông hoặc là hình tròn. Đây, hình bo tròn góc của mình đây. Ok. Rồi cái đường kẻ của nó là mỏng hay là trung bình hoặc là đậm. Đó, cái đường kẻ đó, vòng 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 đó, màu đỏ đó. Thấy không? Ok. Đây là phông chữ của nó nữa nè. Ok. Rồi, content. Content là nội dung của nó. À, nhiều lắm. Cái content của nó là cái khung mà khi chúng ta click vào nè các bạn, đó cái content của nó đây đó, kêu bằng content đó. Thì đây là cái độ rộng của content, cái độ rộng của cái bảng nhỏ nhỏ này, cái độ rộng này đây 250 pixel đây đó. Border thì cũng border của nó, square đó là khung viền nè, khung viền màu xanh nè, mỏng nè và hình chữ nhật ha. Rồi ok. À, display in the post này cũng tra check vào đây á, thì nó sẽ click là nó hiển thị trong cái bài post của chúng ta vậy. Ok. Rồi. Đây, cái content header là gì? Đó là cái mục này nè, content header đây nè. Đó, thì cái nội dung mục lục bài viết đó nó sẽ hiển thị ở đây, mục lục bài viết đây. Ok, cái phông chữ và độ đậm của phông chữ đó. Mỗi lần bạn thay đổi thì bạn sẽ nhấn cái xuất bản trên này nha, thì nó mới lưu lại content list đó, content list. Content list đó là nó nằm trên này các bạn. Rồi có nhiều thứ nữa, đây là cái hiệu ứng nè, cái hiệu ứng khi bạn click cái nút này nó sẽ hiển thị cái content này ra như thế nào nè, và cái hiệu ứng mất đi nè, đó đó là hiệu ứng đó. Rồi khó lo xem ở trong này nó có hỗ trợ rất là nhiều màu để các bạn cấu hình cho nó đẹp mắt, phù hợp với cái trang của các bạn luôn nè, quá nhiều luôn. Button nè, color button nè, màu nền của button nè, màu viền của button nè, rồi màu chữ trong của button nè, content header background color nè, header là cái này đó các bạn đó. Rồi nhiều lắm, link color nè, hover color link nè, content link achieve nè, content link achieve background color nè, đó là cái này nè, màu xanh này nè đó. Chúng ta lít nó mới chuyển ra màu xanh đó đó. Đó là chúng ta chọn chỗ chỗ này đây. Đó. Quá tuyệt vời luôn đúng không các bạn? Thì vừa qua mình đã giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái Loading Fixed TOC để tạo những cái đề mục tự động trong bài post hoặc trong trang của chúng ta rất là nhanh, gọn, lẹ, đẹp mắt và sử dụng trong được nhiều trường hợp để chúng ta tạo tính tương tác và thuận lợi cho bạn đọc trên cái website của chúng ta. Thì đến đây cái video clip mình xin kết thúc và chúc các bạn thành công trong công việc. Thì mình sẽ có một cái đường link để các bạn nếu xem tìm không có cái login này có thể tải từ cái link này nha các bạn, đảm bảo là link sạch, không có virus đâu. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái thủ thuật tiếp theo.